Vâng, hello, xin chào mọi người lại đến video trên kênh Xuân Muộn TV của mình mọi người nhá. Mình lại đang có mặt ở công viên Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn. Và bây giờ mình sẽ đi quay và chia sẻ cho mọi người biết về ở khu vực gần đây. Hôm nay là ngày hội 22 tháng Giêng mọi người nhá, 2023 năm Kỷ Mão. Và ở đây người ta trưng bày một số các sản phẩm quê mọi người nhá. Đấy là bà đồ này, chứ không phải ông đồ mà nhá. Đấy là chuyển sang bà đồ phải không? Người ta là ông đồ, mình là bà đồ. Nhưng mà ngoảnh cái chữ ra ngoài, Thôi, thế tao làm đây, không quay nữa, Vâng, đây có những cái chỗ kiểu giống cái gian hàng chợ ngày xưa đấy. Anh yên tâm, biết trả, yên tâm. Để cho anh tí người ta tao ca là anh mất. Mọi người đang tranh thủ chụp ảnh nhá, rất là đẹp. Và mình sẽ đi vào bên trong này một tí đấy mọi người nhé. Vâng, đây là công viên Hoàng Văn Thụ, thành phố Lạng Sơn mọi người nhé. Hôm nay thì ở đây rất là đông, nhiều người đến hội này rất là đông mọi người nhé, bởi vì đến từ nhiều nơi. Đây những gian hàng chợ kiểu như là ngày xưa đây. Lối này hay. Thấy cái lăng lục bè không biết. Đây chỗ bảo tàng thành phố Lạng Sơn mọi người nhé, mọi người đang từ trên kia xuống. Trong cái bảo tàng hả chị? Nhưng mà không có chữ thằng trước, em có chữ. Cổng lên là cổng. Chắc thế là cổng phụ, là cổng ra rồi. Chị đến từ đâu chị? À cũng là Sơn. À hơi lũng à. Ô chị vẫn đi vẫn thế ở nhà mà đi nhanh thế nhỉ? Và mình sẽ đi vào bên trong này nhé. Ôi, đây không có gì mọi người. Vâng, đây là cảnh bà con đi hội mọi người nhá. Đây là đằng sau tượng đài Hoàng Văn Thụ. Đây là mặt sau của công viên Hoàng Văn Thụ mọi người nhá. Đấy, rất nhiều các cặp đôi đã hát Si Song Hao rồi. Nhì nhàn rồi. Ở đây thì toàn các bà con hát thôi, đợt này trời nó đang râm. Vâng, ở đây thì đây công viên Hoàng Văn Thụ đây. Bây giờ thì chưa đông lắm mọi người nha, tí thì buổi chiều thì mới đông hơn mọi người nha. Mình sẽ ra đây xem múa lân ở ngoài nào.